Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. 24 trên 7 Care Home 714 725 7000. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 -9911, hay vào website cá nướng da giòn.com. Thảo Yên. Trọng tôi trở lại với tất cả quý các tác giả từ cà phê sáng đến thời sự thế giới tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thế nhưng thời tiết vẫn tiếp tục mát. Hôm nay thấy nhiệt độ vào buổi sớm 63-64 độ sáng nay Thảo Yên. Dạ vâng thưa quý vị và thưa anh mấy ngày hôm nay có thể nói là cả nguyên tuần này luôn đó là sáng sớm là trời nó mát lạnh như vậy rồi buổi trưa thì trời cũng mát mẻ dễ chịu lắm coi như nguyên tuần này đó khoảng đâu 75 đến 76 độ thôi thưa quý vị hôm nay với lại kéo dài luôn khoảng thứ năm đó thì họ dự báo là thấy có khoảng 15 cho đến gần 20 là trời mưa mưa nhỏ nhỏ thôi thì đến Chủ nhật để quý vị mới thấy là nhiệt độ tăng, à, chủ nhật này là thấy tăng cao nhất ở trong tuần. Trời nó ấm hơn lên khoảng 78 độ. À, nhìn chung là từ đây đến cuối tuần trời cứ âm u như vậy và nhiệt độ khoảng đâu 75 độ thôi. Tin tài chính ngày hôm nay có 3 vấn đề khiến gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Mỹ. Vấn đề thứ nhất là cuộc đình công của công đoàn xe hơi nhắm vào ba đại công ty xa hơi Mỹ hiện nay vẫn đang tiếp tục và sáng nay đó thì ông trưởng đoàn tuyên bố nếu như họ không đạt được các thỏa thuận thì sẽ gia tăng thêm tức là số lượng nhân công đình công nhiều hơn nữa đó sẽ gây ảnh hưởng à, điểm thứ nhì là các giới đầu tư đang chờ đợi quyết định của quỹ dự trữ liên bang vào ngày mai có tăng lãi suất hay không nhiều người nghĩ rằng sẽ không tăng bởi vì tình hình kinh tế bây giờ bắt đầu nó đang thu hẹp dần vì vấn đề đỉnh công vì lạm phát và điểm thứ ba nữa giới đầu tư quan tâm là con số liên quan đến nhà xây trong thời gian qua mặc dù chúng ta thấy à, tình hình địa ốc phân lời tăng như thế à, lo ngại rằng nhiều người sẽ không mua nhà việc bán nhà khó khăn À, tuy nhiên à, giới đầu tư lại nhìn thấy số nhà được xây dựng mới ít hơn và điều đó càng thu hẹp cái thị trường để ốc hơn nữa khiến cho giá không thể xuống được phân lời tăng mà họ nói rằng số nhà mới trong à, thời gian qua được bán đó, 40% là những người mua nhà lần đầu tiên 40% Tuy nhiên có một tin lạc quan trong cái tin tức liên quan đến địa ốc là các nhà xây dựng xây dựng nhà ở đó họ cho biết là cái số giấy phép đã được tăng lên trong tháng 8 vừa qua. Như vậy là trong tương lai số nhà vẫn tiếp tục được xây nhưng mà khổ nỗi đó cái thị trường nhà bị thu hẹp vì lý do người ta không bán và điều này cũng cho thấy rằng số người muốn mua nhà lần đầu tiên vẫn tiếp tục gia tăng. À, tất cả những cái tin tức này đã gây um, bi quan cho thị trường Dow Jones, Nasdaq và S&P 500. Dow Jones xuống 237 điểm, còn có 34.386 hôm qua, hôm qua là 34.600 mấy. À, Nasdaq xuống 118, 13.592, S&P 500 xuống gần 30 điểm 4.424. Và các khu vực như quý vị nhìn thấy khi mà vấn đề lạm phát, vấn đề người ta bắt đầu tiết kiệm đó, thì các cổ phiếu của các công ty giải trí như ở Las Vegas, MGM Resort, Walt Disney, ngay cả Amazon.com cũng bị ảnh hưởng theo và các công ty bán lẻ khác. Công trái phiếu 10 năm là 4,33, 5 năm là 4,48 công trái phiếu 10 năm là đáng quan tâm nhất bởi vì nó dính với lãi suất mua nhà và tái tài trợ. Dầu lên thêm nữa. Dầu à, cũng là yếu tố thứ tư bởi vì liên quan tới lạm phát và điều này cho thấy lạm phát sẽ còn gia tăng nữa. Mỗi khi dầu lên thì giá cả của các nhà bán lẻ và bán sĩ phải chỉnh đổi để hợp với việc mà họ chi tiêu thêm tiền xăng, dầu cặn tức là diesel cho các loại xe tải đó. 92 .76 đồng 76 sen và áp lực lên thêm túi tiền của chúng ta. Bởi vì ảnh hưởng tới xăng nhất là California và Hawaii. Vàng lên được 2 đồng, 1955 .30 đồng 30 sen. Vâng thưa quý vị, cái vụ mà đình công của tổng cộng hơn 12.000 nhân viên của cái công đoàn gọi là United Auto Workers bước đến hôm nay đã là ngày thứ tư mà họ đình công rồi. Thì phía cái công đoàn này đã gọi tắt là UAW cho biết là nếu như họ đưa ra cái thời hạn cho ba cái công ty sản xuất xe đó là GM, Ford và Stellantis là nếu đến trưa thứ sáu này mà không đạt được thỏa thuận với lại công đoàn đó thì họ sẽ chính thức kêu gọi thêm những cái xưởng lắp ráp ở những cái thành phố lân cận nữa tiếp tục sẽ đình công. Thì tính cho đến sáng ngày hôm nay đó là có 12.700 nhân viên thuộc cái nghiệp đoàn UAW này đã đình công. Thì tất cả đều từ cái xưởng lắp ráp thứ nhất của GM nằm ở tại thành phố Wentzville, Missouri, rồi xưởng lắp ráp của Ford ở tại Wayne, Michigan và của Stellantis nằm ở tại Toledo, Ohio. Thì thay vì đó mỗi một lần đình công của những cái cái công đoàn khác nghiệp đoàn khác đó thì chúng ta thấy là họ đình công một loạt nhưng mà với cái uh, nghiệp đoàn mà uh, lắp ráp xe hơi thì uh, phía nghiệp đoàn họ nó họ không cần thiết nhưng mà họ chỉ chọn những cái xưởng uh, lắp ráp mà quan trọng tại vì nhiều khi những cái này đưa ra cho những cái xưởng khác nếu như những cái xưởng được chọn này mà họ đình công một cái thì một số những cái xưởng khác cũng bị tê liệt theo luôn cho nên hiện nay chỉ có khoảng một số nhỏ những cái xưởng này à, hiện nay họ đình công thôi thì cái vấn đề ở đây đó là phía à, công đoàn đó họ nói là tính trung bình những cái nhân viên công nhân mà lắp ráp xe hơi ở tại các tiểu bang này đó của ba cái hãng này có một số đương nhiên cao hơn một chút nhưng mà có một số thấp hơn thì trung bình ra một người lắp ráp xe hơi nhận được mức lương giờ là chỉ khoảng có 10 đồng một giờ thôi quý vị. Thì trong cái đợt đình công này đó phía nghiệp đoàn họ muốn là các chủ hãng xe hơi phải tăng 40% tiền lương cho một giờ và thứ nhất và quan trọng nhất đó là phải cho lại cái 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 phúc lợi là pension cho những cái người nhân viên này rồi giảm cái số giờ làm việc xuống còn 32 tiếng 1 giờ một tuần và sau đó là điều chỉnh mỗi một năm điều chỉnh giống như là mức độ lạm phát thì phải tăng từ từ theo cái vật giá của đời sống thì đương nhiên phía các hãng xe thì họ không có chấp nhận một loạt như vậy họ chỉ họ đưa ra cái offer là chỉ có tăng 20% mức lương thôi rồi giống như là vài ngàn tiền bonus à, đương nhiên là họ không đem lại pension, họ nhất định không cho pension thì cái đó là một cái điểm mà bất đồng quan điểm của phía công uh, nghiệp đoàn với lại các hãng xe cho nên là bây giờ UAW họ nói là nhất định là họ phải đạt được cái những cái con số những cái chi tiết này thì uh, các công nhân mới quay trở lại làm việc. Và thêm cái chi tiết này trước khi chúng tôi chuyển sang các bản tin khác đó thì sáng nay công ty ford công ty gm cho biết do ảnh hưởng dây chuyền từ cái cuộc đình công này họ phải sa thải nhân công và đây là điều mà nó ói âm ở chỗ đó là những nhân công này làm trong các hãng phụ tùng mà nếu mà họ đình công ở cái xưởng lắp ráp xe đó thì phụ tùng nó có cần thiết đâu cho nên bây giờ có làm ra thêm nó thì cũng chất đóng ở đó cho nên hãng ford GM tuyên bố cũng khoảng gần 3.000 nhân công đã được sa thải và họ nói rằng sẽ còn sa thải hơn nữa nếu cuộc đình công này tiếp tục. Bên phía UAW đó, họ muốn tăng 40% trong vòng 5 năm. Thì sáng hôm nay đã Stellantis là công ty chủ nhân của Chrysler và Jeep đó, thì họ đã đồng ý một phần tức là tăng khoảng gần 21% trong vòng 5 năm thôi và họ cũng đồng ý là mỗi một năm sẽ góp thêm tiền lạm phát thì cái bô nó họ không có nói là bao nhiêu họ chỉ nói là đáp ứng với cái tiền lạm phát thôi nhưng mà bên phía ông trưởng đoàn đó, nói rằng không chúng tôi phải có một cái sự đồng ý vững chắc thực ra đó đến giờ phút này đó thảo yên là bên phía những bên phía nghiệp đoàn đó, họ đã đồng ý giảm xuống còn có 30% thôi, không còn 40% nữa. Nhưng mà giữa 20% mà lên tới 30%, bởi vì Ford, GM rất lo ngại họ đang cạnh tranh giá cả quá lớn luôn. Mà bây giờ còn phải tăng thêm cái tiền này nữa thì nó cắn vào cái lợi nhuận của công ty. Mặc dầu nghiệp đoàn nói rằng trong thời gian qua đó, xe hơi Mỹ có lời cả bao nhiêu chục tỷ Mỹ Kim mà không chia sẻ cái lợi nhuận đó đối với các công nhân là một điều bất công và cuộc đình công này sẽ còn tiếp tục nữa, tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của cả nước Hoa Kỳ. Chúng tôi gửi đến quý vị phần tin tức thế giới ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. 24 trên 7, Care Home 714 725 7000. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 hay vào website cá nướng com Thưa quý khán giả, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã đến Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Ngày mai, sáng mai, ông sẽ đến New York và có bài diễn văn đọc trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhắm vào chiến tranh của Nga và Ukraine. À, điểm đáng chú ý đó, trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông được đến 2 ngày để có bài diễn văn mà khổ nỗi đó người ngồi ở dưới là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nga lại là một thành viên vĩnh viễn của Hội đồng Bảo an trong số 5 thành viên. Vì thế, vì thế những gì mà Liên Hợp Quốc đưa ra đó là phía Nga có quyền phủ quyết. Người ta cho biết là trong bài diễn văn này, ông sẽ đề cập đến tội ác của Nga và yêu cầu Hội đồng Liên Hợp Quốc là không chấp nhận cái tư cách quyền lực của nước nga à, trước khi ông có bài diễn văn ông nói với phóng viên đó là chúng tôi không hiểu tại sao một quốc gia đi xâm chiếm gây tội ác cho một quốc gia khác lại có nhiều quyền lực để trở thành một trong những thành viên vĩnh viễn của liên hợp quốc và đặt vấn đề đó đối với các hội viên quý vị có chấp nhận được nước nga khi mà có cái hành xử như vậy đối với đất nước chúng tôi là ukraine hay không à, sau à, hai ngày làm việc ở new york ông zelensky sẽ quay trở lại và sẽ hội kiến với tổng thống joe biden tại tòa bạch ốc một lần nữa ông đến mỹ lần này cũng nhằm mục tiêu là kêu gọi à, thuyết phục quốc hội hoa kỳ hiện nay đang có một cái sự chia rẽ về cái sự hỗ trợ cho ukraine vào thời điểm tổng thống Joe Biden đang yêu cầu quốc hội thông qua một ngân sách mới thêm 24 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ Ukraine nữa thì khi mà ông Zelensky đến đây đó ông sẽ tìm cách để nói chuyện với các nhà lập pháp của quốc hội bao gồm thành viên của Đảng Cộng hòa, những người ủng hộ cho Ukraine và lẽ đương nhiên thành viên của Đảng dân chủ để thuyết phục họ nói với các cử tri và nói với các vị dân biểu thượng nghị sĩ khác trong quốc hội là hãy nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine. Trước khi đến Hoa Kỳ đó, tổng thống Zelensky đưa ra một tuyên bố rất là mạnh mẽ. Ông nói rằng nước Mỹ cần phải hỗ trợ Ukraine bởi vì sự sống còn của Ukraine cũng là sự sống còn của những quốc gia tự do dân chủ ở châu Âu và bảo vệ luôn cả quyền lợi của nước Mỹ nữa. Ông Zelensky nói quyền lợi của Ukraine cũng là quyền lợi của Hoa Kỳ này. À, chúng ta chờ đợi xem bên phía Sergey Lavrov tức là ông ngoại trưởng Nga sẽ có cái bài chất vấn hoặc là chỉ trích. À, tuyên nguyên văn của ông Zelensky như thế nào cũng như chờ đợi xem bài diễn văn này ngoài cái chuyện tập trung vào nga đó thì Ukraine sẽ nói gì với các thành viên của Liên Hiệp Quốc vào ngày mai cũng như là thứ tư và thưa quý vị cũng trong phần tin quốc tế thì vào ngày hôm qua ông Justin Trudeau đã lên tiếng cáo buộc là phía cơ quan mật vụ của Canada đã tìm ra một số những cái manh mối À, cho thấy là chính phủ ấn độ liên quan đến một vụ ám sát một nhà đấu tranh người sikh ở trên đất canada mà sau cái lời tố cáo ngày hôm qua của ông trudeau đó thì nó dẫn đến cái chuyện đó là chính phủ hai nước bây giờ trục xuất các nhà ngoại giao qua lại lẫn nhau xem như là phương thức trả đũa phía ấn độ thì bây giờ cáo buộc là Canada đưa ra những cái lời cáo buộc vô căn cứ và muốn can thiệp vào nội bộ của chính phủ Ấn Độ thì tất cả đều xoay quanh cái chết của một nhà đấu tranh nổi tiếng à, ông này tên là Hardeep Singh Nijar ông mang quốc tịch Canada thưa quý vị năm nay 45 tuổi thì à, ông đó vốn là rất là nổi tiếng ở tại khu vực miền Tây của Canada à, thứ nhất nhiều năm trời ông à, kêu gọi thành lập một cái không phải ông kêu gọi thật sự ra cái phong trào đấu tranh này đó nó đã có ở tại Ấn Độ từ thập niên 80 thì ông chỉ là những cái thế hệ tiếp bước mà thôi à, đó là ông à, liên tục kêu gọi thành lập một cái giống như đất nước một cái khu vực riêng biệt à, cho những cái người theo đạo Sikh ở Ấn Độ ở tại đất nước Ấn Độ và kể cả những cái cộng đồng người Sikh ở khắp nơi trên thế giới nữa và ông muốn gọi cái vùng đất này gọi là Kalistan và đưa Tự nhiên để đi kèm theo những cái cuộc uh, cuộc đấu tranh kêu gọi này đó là ông nhiều năm trời chỉ trích uh, chính quyền Ấn Độ thực hiện những cái hành vi uh, áp bức cộng đồng người theo đạo Sikh. Thì cái phong trào Khalistan này đó đã bùng nổ từ thập niên 80 và nó lớn mạnh dẫn đến cái chuyện là chính quyền Ấn Độ đã thực hiện những cái vụ đàn áp bởi quân đội và cả ngàn người theo cái đạo này bị giết thưa quý vị và kể từ thập niên 80 đó thì những cái người này đó một số người họ bỏ chạy ra nước ngoài mà nhiều nhất là ở Canada. Ở Canada cộng đồng người Sikh là lớn nhất ở trên thế giới hơn 700.000 người. Thì Quay trở lại, ông Najjar này đó thưa quý vị, vào tháng 6 vừa qua ông đang ngồi trong xe của mình sau khi mà ra khỏi một cái đền thờ đạo Sikh ở tại British Columbia đang ngồi trong xe thì bị hai tên bịt mặt bắn chết ở trong xe thì cái chết của ông đó nó tạo thành một cái cú sốc lớn và gây phẫn nộ cho cộng đồng người Sikh ở tại Canada và đương nhiên cộng đồng này đó họ gây sức ép lên chính phủ Canada yêu cầu một một điều tra thì uh, cái chuyện này nó xảy ra đã nhiều tháng trời rồi và đến ngày hôm qua thì ông Justin Trudeau ông mới nói là uh, cơ quan mật vụ của chính phủ Canada có một số những cái bằng chứng cho thấy là chính phủ ấn độ đã cử những cái mật vụ từ ấn độ đi qua đất Canada thực hiện cái vụ ám sát ông cho này thì đó là lời cáo buộc của ông Trudeau uh, và sau cái lời cáo buộc đó thì chính phủ Canada cũng uh, đã trục xuất một nhà ngoại giao của ấn độ mà phía canada nói là ông này đó là lãnh đạo của cơ quan mật vụ nằm vùng ở tại canada thì sáng ngày hôm nay phía chính quyền ấn độ cũng trả đũa lại là cũng trục xuất một uh, lãnh đạo ngoại giao của Canada ở tại Ấn Độ. Và ông Modi, ông hoàn toàn phủ nhận cái chuyện là Ấn Độ đi ám sát ông là cho này và cáo buộc là phía chính quyền Canada muốn can thiệp quá sâu vào nội bộ của đất nước này. Thưa quý vị, người Sikh khác biệt rất xa với người Hindu. Ấn Độ có 1 tỷ 400 triệu dân mà người Sikh á nó đến giờ phút này chắc độ khoảng 23 24 triệu người mà thôi, chiếm chưa đầy 2% dân số của Ấn Độ. Cái hình ảnh quý vị nhìn thấy là cái sự hài hòa mà những người theo tôn giáo ở Ấn Độ hiện nay đó à, hồi giáo nè, Hindu và Sikh. Cái sự khác biệt rất lớn giữa người Sikh và người Hindu quý vị thấy vào 7-Eleven. <laughs> những người mà đàn ông mà đội cái turban cái cái mũ ở trên đầu là người Xích Đó là điểm đặc biệt đáng chú ý nhất. Đó. Người Xích thành niên là luôn luôn đội cái khăn này để họ muốn tạo ra cái sự khác biệt về tôn giáo với người Ấn giáo. Ấn giáo là Hindu. Hindu đó thì tin đủ mọi thần thánh hết. Cũng là từ Phật giáo ra nhưng mà họ tin đủ mọi thần thánh, thờ Khỉ, thờ Bò, thờ đủ hết. Nhưng mà Hindu chỉ có một chúa mà thôi, một thượng đế mà thôi. Họ không có tin vào bất cứ cái thần thánh nào khác và đó là lý do gặp phải cái sự nghĩa là đụng độ rất lớn khi mà đề cập đến à, tôn giáo. Cũng là người Ấn Độ. Thực ra thì ở Ấn Độ nó có nhiều cái tôn giáo lắm nhưng mà lớn nhất vẫn là Hindu còn người Sikh là vô cùng thiểu số luôn, thì đó là lý do mà họ nói rằng chúng tôi không thể sống chung với những cái những cái kẻ mà tin đủ thứ thần thánh hết, cho nên chúng tôi muốn lập ra một quốc gia riêng trong lãnh thổ của Ấn Độ. thì cái số người mà theo cái ông lãnh đạo đây đó càng ngày càng đông và cái tầm ảnh hưởng của ông càng ngày càng lớn. ông du lịch ở nhiều nơi trên thế giới để kêu gọi các cộng đồng người Sikh người theo đạo Sikh ấn giáo ấn độ đó thì chạy theo để kêu gọi thành lập một quốc gia riêng cho người Sikh. chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. 24 trên 7, Care Home 714 725 7000. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 -9911, hay vào website cá nướng da giòn.com. Xin chào trở lại với tất cả quý khán thính giả và sáng ngày hôm nay trên CNBC mục tâm lý và đời sống đưa ra một bản tin chúng tôi thấy vô cùng có lý vì bởi vì sao ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người trong một cuộc khảo sát mới đây họ hỏi hầu hết những người già 90 tuổi trở lên và trong đó rất nhiều người 100 tuổi thì họ thấy trong vòng 10 năm qua số người thọ tới 100 tuổi ở Mỹ này đó nó tăng lên đáng kể gần như gấp đôi. Thì họ mới thắc mắc chứ không biết được à, ngoài cái vấn đề mà sức khỏe hoặc là di truyền thể của một người đó thì yếu tố gì về tâm lý của một con người giúp cho người đó sống thọ. Thì cái cuộc khảo sát này đưa ra một tuyên bố cho thấy chúng ta cũng thấy rất là quan trọng. Đó là sự suy nghĩ lạc quan tin tưởng. Positive thinking họ nói đây là một yếu tố quan trọng để giữ cho một người có thể sống lâu không phải là chỉ sống lâu mà khỏe mà sống lâu để có tinh thần minh mẫn trong số này họ nói những người có nhận thức khác biệt với những người vô ý thức à, chúng tôi dùng cái chữ việt nam để chúng ta dễ hiểu đó là bởi vì à, vô ý thức tức là chúng ta không biết cái chuyện đó là đúng hay sai hoặc là đôi khi chúng ta biết cái chuyện đó là sai chúng ta vẫn làm là vô ý thức nhưng mà những người có ý thức nhận thức đó họ biết được làm như vậy là sai họ không làm và cái sự chọn lựa đó đã giúp cho họ có một đời sống an toàn ổn định và vui vẻ thì phần lớn đó, những người mà có lạc quan tin tưởng thì chúng ta cũng thấy đó đôi đôi khi đời sống của họ có khó khăn nghèo thiếu tiền đủ thứ hết nhưng mà họ vẫn lạc quan và thậm chí nếu mà ở việt nam hay là đi đâu bất cứ nơi nào trên thế giới chúng ta cũng thấy có những thành phần như vậy và họ sống một cách thoải mái mặc dù họ không có tiền như những người khác họ sống cơ cực nhưng mà không phải vì cái chuyện cơ cực đó mà họ chán đời họ than vãn ngược lại họ đồng ý họ chấp nhận những gì họ có họ chấp nhận cho cái gọi là cái số phận của họ như vậy một khi chấp nhận cái số phận của mình như vậy đó mình không có đòi hỏi xa hơn nữa bởi vì khi mà đòi hỏi xa hơn nữa chúng ta lại cố gắng đi kiếm tiền à, để mua quần áo đẹp hoặc là chạy xe sang những cái điểm đó thì à, cuộc khảo sát của à, CNBC đưa ra khi mà họ đến vấn đề mà vật chất đó thì đa phần những người lạc quan tin tưởng họ không xem vật chất là một trong yếu tố về đời sống đủ ăn đủ mặc và có những người họ sống rất là có tiền nhưng mà rất là cần kiệm bởi vì họ nói rằng tôi không cần những cái thứ xa xỉ hơn điều mà tôi cần là có mối quan hệ giữa tôi với bà xã hay ông xã mấy đứa nhỏ trong gia đình bạn bè và những người chung quanh làm việc thiện nguyện hoặc là hỗ trợ để giúp đỡ cho cái đời sống và thế giới này tốt đẹp hơn. Và cuối cùng thì cuộc khảo sát đã nói một trong những yếu tố về tâm lý giúp con người sống lâu, sống lâu ở đây cũng nghĩa là sống khỏe về tinh thần đó là yếu tố lạc quan tin tưởng. Vâng thưa quý vị vào ngày hôm qua thì phía cảnh sát cũng đã chính thức À, bắt được cái tay súng mà bắn chết ông uh, sheriff ông sheriff tên là Ryan uh, Clinton Brummer ở tại uh, sở cảnh sát ngay trước sở cảnh sát uh, Palmdale đó thì uh, tên tuổi cũng như là hình ảnh của tay súng cũng đã được cảnh sát đưa ra uh, đây là Kevin Salazar 29 tuổi. Thì uh, bây giờ đó sau khi mà bị cảnh sát bắt thì người mẹ ruột của cái tay súng này đó đã khóc lóc với truyền thông uh, cũng như là bà chỉ trích là phía cảnh sát muốn cố tình đưa ra một cái hình ảnh là con trai bà là người xấu, nhưng mà phía truyền thông thì lại đưa thiếu một cái tin đó là không phải tự dưng mà cái cậu này đi bắn cảnh sát mà bà nói là bởi vì cậu ta được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt đã nhiều năm thì à, à, bây giờ đó theo như báo chí phỏng vấn cái người mẹ này à, của Salazar à, cho biết là thứ nhất bà nói là Mấy năm nay rồi, cái cậu này được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt và phía bác sĩ đó có đưa thuốc nhưng mà khoảng cách đây 10 tháng trước thì cậu này cậu không uống thuốc nữa và khi mà không uống thuốc thì là cái tâm thần bị giống như là ảnh hưởng nặng nề, à, có cái khuynh hướng là tự làm hại cho bản thân rồi sau đó là mỗi khi mà à, nổi cơn đó thì chạy ra ngoài đường làm loạn lung tung hết thì bà nói là bà đã gọi cảnh sát rất nhiều lần nhưng mà mỗi khi mà cảnh sát đến đó thì lại nói là thứ nhất cái cậu này là người lớn rồi mà không uống thuốc thì cảnh sát cũng không làm gì được cả và phía gia đình xác nhận là mấy ngày trước khi mà nổ súng bắn chết ông sharif đó salazar đã bị cái người bác sĩ tâm lý đó bỏ giống như là họ gọi là psychiatric hole nghĩa là bị giám sát theo dõi tinh thần là ở cái văn phòng đó bị cái người bác sĩ giám sát 72 tiếng à, chắc những ngày đó là nổi cơn à, trầm trọng, có nguy cơ là gây hại tự tử hay sao đó thì bác sĩ theo dõi nhưng mà sau 72 tiếng không có chuyện gì xảy ra nữa thì thả ra thì ngay khi vừa thả ra 24 tiếng sau thì y đã lái xe chạy ở ngoài đường và bắn chết ông Sheriff. Thì bây giờ phía cảnh sát cho biết là vào sáng ngày hôm qua khi mà được người dân họ đưa cho cái tin tức tại vì quý vị cũng nhớ cảnh sát đưa ra hình ảnh cái chiếc xe Toyota Corolla màu xám đó thì có người chỉ điểm và cuối cùng cảnh sát đã tìm được đến nhà của y nhưng mà khi mà đến đó thì phía cảnh sát cho biết là y cố thủ ở trong nhà cảnh sát mất cũng nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng y mới đầu hàng thì khi mà lục soát nhà của y đó thì cảnh sát cũng tìm thấy rất nhiều súng đạn mà bây giờ cái câu hỏi mà phía gia đình của ông sharif bị bắn chết đó đặt ra là tại sao một kẻ bị tâm thần nặng như vậy lại sở hữu được nhiều súng ống như vậy à, những cái cây súng đó là có sở hữu hợp pháp hay không nếu không vậy thì cái người nhà của người này tại sao biết con cháu trong nhà bị tâm thần như vậy mà lại mua để nhiều súng như vậy vào sáng ngày hôm nay, lại có những cái vụ tấn công vào nhau giữa quân đội Azerbaijan và Armenia, thưa quý vị, ở cái khu vực Nagano. À, đây là bản đồ của vùng Armenia Nó nằm sát với uh, Turkey. Đây, Azerbaijan. Và một bên Azerbaijan, một bên là Armenia có một cái khu vực nằm ở giữa mà từ xưa tới giờ đang gặp phải rất nhiều những cái biến động về mâu thuẫn chính trị và quân sự nagorno karabakh à, mấy năm nay rồi chúng ta vẫn à, thỉnh thoảng nghe là hai bên tấn công pháo kích vào nhau à, về lịch sử đó cả một thế kỷ qua hơn khu vực này trước đây tranh chấp giữa hai đất nước này Cả hai đều công nhận chủ quyền của cái khu vực Nagorno này. Và cách đây cả một thế kỷ, người Armenian đã xâm chiếm cái khu vực này và hiện nay đó họ là những người chiếm đông dân số trên cái khu vực Nagorno này. Mặc dù quốc tế công nhận Nagorno là thuộc về Azerbaijan. Nhưng mà bởi vì về mặt quân sự đó không đánh thắng nổi Armenia. Cho nên từ cả thế kỷ nay hai bên đều tranh chấp. Khi tranh chấp với nhau thì người dân Armenian họ càng ngày họ càng đổ về đông hơn và đẩy người Azerbaijan ra khỏi cái khu vực Nagorno này. Yếu tố về tôn giáo là yếu tố đã khiến cái cuộc chiến tranh hai bên ngày hôm nay đang gia tăng và có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thứ nhì ở châu Âu. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau màn quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. 24 7, Care Home 714 725 7000 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Ooh! Uhm tôi trở lại gửi đến quý vị tiếp tục à, bản tin chúng tôi đang đề cập đến đó là vụ nổ đại bác bắn ầm ầm vào sáng sớm hôm nay khi chính phủ và quân đội Azerbaijan nằm ở phía nam của nước Nga và được Nga hậu thuẫn từ lâu đến giờ. Lý do, thưa quý vị, Azerbaijan là một quốc gia hơn 90% theo Hồi giáo, còn Armenia hơn 90% theo Thiên Chúa giáo. Và từ nhiều thế kỷ qua, tôn giáo là yếu tố xung đột chính trị lớn giữa hai quốc gia này. Và vì thế không đội trời chung với nhau. ấy vậy mà cái khổ ở đây đó là quốc tế lại công nhận cái khu vực Nagorno này là thuộc về Azerbaijan. Mà trong khi đó, đó lãnh thổ này quốc tế công nhận là Azerbaijan. Nhưng mà đa số người dân sống ở đây là Armenia. Thế thì làm sao mà cái người Armenia đồng ý để trả cái khu vực này cho Azerbaijan được họ nói tôi là tôi cái khu vực này là của chúng tôi. Cho họ không chấp nhận à, cái việc mà quyết định của quốc tế để công nhận cái khu vực này của Azerbaijan. Nhưng mà bởi vì không có đủ tài lực quân đội cho nên trong thời gian qua đó bao nhiêu cuộc chiến diễn ra mà Armenia lúc nào cũng thắng hết. Cho nên họ cứ giữ được cái khu vực này nhưng mà trở thành một khu, khu vực vô cùng đầy biến động. Bất cứ lúc nào nó giống như một cái quả bom nổ chậm, một cái miệng núi lửa lúc nào cũng sẵn sàng để phun lên. Và sáng hôm nay nó đã phun lên rồi thưa quý vị. Lý do những cái khẩu đại bác đã bắn vào trung tâm của Nagorno lại là nơi mà có nhiều người Armenia cư ngụ. Và vì thế ở Mỹ này rất nhiều đông cộng đồng người Armenia cư ngụ trong đó có thành phố Glendale và nhiều thành phố khác nữa từ New York đến California và vì vậy họ sẽ vận động một cái lực lượng về chính trị rất lớn để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ. Azerbaijan hiện nay có thể sẽ kêu gọi Nga, Trung Quốc vân vân hỗ trợ và thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu sẽ là phải nhúng tay vào để giải quyết cái xung đột này. Hiện nay đó cả thế giới đang đương đầu với xung đột giữa Nga và Ukraine, cách đó không xa. Mà giờ, ngày hôm nay người ta lo sợ là nếu như không có cái nỗ lực để mà giải quyết cái cuộc chiến này đó mà Azerbaijan cũng có thể lợi dụng cái tình hình của Ukraine để tấn công Armenia vào lúc này vào thời điểm vô cùng nhạy cảm liên quan đến sự ổn định trên toàn thế giới. Cho nên cái tin tức liên quan đến Azerbaijan bắn pháo vào Armenia tại cái khu vực Nagano này hôm nay là một bản tin rất lớn thưa quý vị. Họ lo sợ đã xung đột nếu mà không có kiềm chế được. Nhất là Nga có thể muốn đẩy mạnh cái cuộc xung đột này để tản cái 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 sự chú ý tập trung vào cái khu vực này gần Nga hơn là để ý tới Ukraine trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị vào tuần trước đó ở tại Las Vegas xảy ra một cái chuyện đó là có một người cảnh sát đã về hưu trong lúc mà đang đạp xe đạp thì bị một cái chiếc xe tông Chết, rồi sau đó tài xế bỏ chạy mà bây giờ phía cảnh sát Las Vegas cho biết là thứ nhất họ đã bắt được tay tài xế này rồi, mới có 17 tuổi và phía công tố viên đó bây giờ sẽ truy tố cái tên tài xế này như là người thành niên bởi vì sau khi mà điều tra có đầy đủ bằng chứng đó thì cảnh sát phát hiện là cái tên này cố tình cán nạn nhân cho đến chết rồi bỏ đi. Và cũng không hề quen biết cũng như không hề à, có thù hấn gì với ông nạn nhân cả Thì đây là cái đoạn video mà do chính cái đứa tài xế nó quay lên trên mạng đây thưa quý vị à, Nạn nhân là ông Andreas Probst à, vào ngày... 14 tới tháng 8 ông đang đạp xe đạp như quý vị thấy ở một cái con đường rất là vắng, thì tự dưng cái chiếc xe đang đi phía sau đó nó chạy rề rề và nó uh, tăng tốc lên và nó tông trúng ông và sau đó thì uh, bỏ mặt nạn nhân nằm ở đó uh, rồi bỏ đi mất. Cho đến khi mà một chiếc xe khác thấy ông đó gọi cảnh sát đưa vào trong bệnh viện thì uh, ông đã không thể qua khỏi. Thì lúc ban đầu đó cảnh sát họ cũng còn chưa bắt được cái tay tài, tài xế này nữa, chỉ cho đến khi uh, và chính bọn chúng đó tự đăng cái clip này lên trên mạng xã hội thưa quý vị và có người họ xem được và thế là họ đã gọi báo cảnh sát thì khi mà xem đó thì cảnh sát mới phát hiện thứ nhất trong xe có tới hai người chứ không phải một người và trong cái đoạn clip đó còn nghe được là khi mà chúng vừa thấy ông đó chúng chọn ông làm nạn nhân thì À, cái đứa lái xe đó nó hỏi nó nói với cái đứa kế bên đó là chuẩn bị xong chưa là móc phone ra chuẩn bị quay đi đó thì cái đứa kia cười khúc khích rồi còn kêu rồi rồi à, quay đi thế là cái tên tài xế nó nhấn ga lên nó cán người ta như thế thì bây giờ đó phía cảnh sát cho biết là họ chính thức bắt cái tên tài xế 17 tuổi đang giam ở trại giam giữ thiếu niên nhưng mà họ sẽ không có truy tố như là trẻ vị thành niên tại vì có tội quá nhẹ so với cái cái sự tàn ác của nó và thứ hai nữa là cảnh sát cho biết là họ bây giờ đang tìm luôn cái đứa mà quay lại cái cảnh đó tại vì thật sự à, tội ác cái đứa lái xe gây ra nhưng mà đứa ngồi kế bên cũng quay phim và à, tỏ vẻ rất là thích thú à, giống như là vui vẻ trước cái chết của người khác như vậy thì nhưng mà bây giờ cái đứa thứ nhì quay phim đó cảnh sát chưa có bắt được và trong thời gian qua cái cuộc điều tra và truy tố ông trump vẫn tiếp diễn chúng ta cũng biết là ở new york ở florida washington dc và tiểu bang georgia à, tin tức vào sáng ngày hôm nay cho biết sau một thời gian và hồ sơ truy tố của ông jack smith trong đó có hai vấn đề một là ở malago của bộ tư pháp Hoa Kỳ Malago liên quan đến tài liệu mật mà ông Trump lẽ ra phải giao nộp cho tòa bạch ốc khi kh rời khỏi tòa bạch ốc nhưng mà ông giữ thì có một nhân chứng mà họ nói rằng cái nhân chứng này khi mà nói thật những điều mà khai hữu thể đó đã gây hại rất lớn đối với ông Trump vì lý do có thêm bằng chứng một cách cụ thể và trực tiếp chứ không phải gián tiếp bởi vì sao trực tiếp là vì đây là bà Molly Michael Bà là người trợ lý cho ông Trump và làm việc ở Malago. Bà đã ra khai và hồ sơ khai của bà, bà cũng sẽ là nhân chứng trong phiên tòa sắp diễn ra vào sang năm ở tại Florida. Bà Molly Michael, cựu trợ lý của ông Trump, cho tới ngày cho tới ngày mà FBI đột nhập vào dinh thự Malago đó bà mới nghỉ việc bởi vì lúc đó bắt đầu nó dẫn đến cái việc truy tố rồi bắt giữ rồi uh, yêu cầu nhân chứng uh, ra tòa vân vân thì đến lúc đó bà mới nghỉ và khi mà nghỉ đó bây giờ đó bà khai ra những cái vấn đề thứ nhất ông bà nói chó có hai yếu tố mà bên phía chuck smith công tố viên đó, sẽ truy tố ông trump và có thêm các bằng chứng mạnh mẽ hơn nữa bà nói rằng có một thời điểm ông trump đã lấy những cái tập tài liệu mật đó ra và lật ra mặt sau phần lớn chúng ta thấy in là in có một mặt thôi mặt phía sau là giấy trắng thì ông Trump viết nguyệt ngoạc lên trên những cái tờ giấy mật đó những gì mà ông sẽ làm trong ngày bà nói ông Trump đã xem những cái tờ giấy này là như là giấy nháp và trong khi đó là hồ sơ mật thế thì nếu trong trường hợp bên phía công tố viên sẽ nói rằng trong trường hợp ông dùng cái tờ giấy đó đưa cho những người nhân viên khác họ không được phép đụng tay vào những cái hồ sơ Bật như thế này. Classify information thì sao? Cái vấn đề chính đó là họ có tìm được những cái tờ giấy như thế này không? Trong khi bà Molly thì Michael nói ngoạc, ngoạc như vậy, nhưng thêm một bằng chứng quan trọng hơn nữa đó là bà Molly Michael đã nói rằng chính ông trump đã ra lệnh cho bà và các nhân viên khác trong malago nói dối với cơ quan điều tra fbi là họ không thấy những cái hộp thùng hồ sơ này đưa vào malago và họ phải giả vờ là chúng tôi không biết không thấy cái hộp, cái thùng nào hết đó là bà đã khai ra như thế bởi vì nếu bà không khai đúng sự thật đó mà khi mà chắc chắn là bên FBI bên phe công tố họ sẽ tìm ra dựa trên các máy quay an ninh bởi vì họ đã có những cái hình ảnh đó rồi cho nên cuối cùng Molly Michael và những người khác phải khai thật thì là những yếu tố chính và đó chỉ là một trong rất nhiều các bằng chứng mà bên phía Jack Mitch sẽ đưa ra khi diễn ra cái phiên tòa ở Florida vào sang năm. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà tv com theo dõi thêm các bản tin và livestream. Sau đó nếu vào YouTube nhớ nhấn nút like, nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.